La 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 la. Ủa, ở đâu có một cái hộp ở đây vậy? Không biết có đây có phải là một phần quà nào đó mà bạn fan nào gửi đến nhà mình không ta? Tự nhiên ở đây để trước nhà mình đi ta. Không biết trong đây có gì không nữa ta, để coi coi. Ủa, một cái gì đây? Một quyển sách Catnap from the window. Wow, cái gì xịn dữ vậy trời. Đây bảo đảm sẽ là một cái cuốn truyện sẽ rất là hay đây. Để mình vào trong đọc thử coi. La 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 la. Đâu, trang đầu tiên nó sẽ viết cái gì vậy ta? Ủa gì vậy? Đêm đêm có một ánh trăng đến từ cửa sổ và nuốt chửng bạn. Hả? Chuyện gì kỳ vậy? Thôi qua trang 2 coi. Ủa? Sao tự nhiên nó có một trang vậy ta? Ủa kỳ lạ vậy? Ủa cái gì vậy trời? Sao cuốn sách này tôi cảm giác nó quen quen sao vậy? Đã kích hoạt catnap bên ngoài cửa sổ. Ôi. Ủa sao tự nhiên trời nó chỉnh thành màu tối rồi mấy bạn ơi? Cái chuyện gì xảy ra vậy trời? Cái gì vậy trời? Mình kinh sao trời, tự nhiên nó tối xuống luôn rồi mấy bạn ơi. Không hiểu cái gì. Ủa có chuyện gì vậy? Tại sao tôi đang mua đồ cái chợ tối luôn rồi? Tôi không biết nữa, tự nhiên cái mặt trên tay ông cầm cái gì vậy? Cái gì nè, không biết nữa. Catnap from the window. Catnap bên ngoài cửa sổ. Sao lại lấy quyển này? Ủa tôi đâu có biết đâu, tôi đâu có biết tiếng Anh đâu, nên là tôi đọc tôi có biết đâu, tôi tưởng là cuốn truyện. Vậy là mình đã kích hoạt cái catnap bên ngoài cửa sổ vậy hả? Đúng rồi đó. Bây giờ rồi thấy bà rồi, thấy bà rồi. Giờ phải làm sao đây chứ mấy? Trời ông máu. Vậy bây giờ mình phải tìm cách gì đó để mình có thể thử chuyện. Ủa? Người ơi, cái gì vậy? Sao có mấy cái khói gì vậy? Ơi, mấy cái khói này sao mà... Ủa? Mình đang ở đâu vậy? Ơi, trời ơi. Ủa, sao có mấy cái... Ơi, cái làn khói màu hồng gì hồi nãy nè, Jimmy ơi. Hả? Nó sao nó nhiều ở đây quá vậy? Ê, không có đường ra. Hình như mình đang bị mắc kẹt ở đâu đó thì phải. Nếu bây giờ, hình như mình phải bắt cua qua bên kia đó. Nếu mà tụi mình không bắt cua qua được thì không ổn tí nào đâu. Ơi, vậy bây giờ phải bắt cua qua hả? Đúng rồi, phải bắt cua qua bển á. Trời ơi, cái này... Ôi, cái này hơi bị khó luôn á, Jimmy ơi. Bắt cua, bà bắt được không? Không được thì ôi lên đầu tôi mà nhảy giùm cho. Trời ơi. Trời ơi, hỉ cha. Ôi cái đèn khói này khó chịu thiệt đó nha. Thấy không ổn tí nào hết. Hỉ, trời ơi. Trời ơi, bắt cua bằng cái góc nhìn này cổng lên Jimmy nữa thì. Được rồi, cố gắng thôi. Hỉ. Hỉ. Hỉ cha, trời ơi. Đó rồi. Ôi trời ơi, bắt cua cái này. Nhưng mà may á, nó là nghề của tôi mới bắt cua được đó. Chắc gặp bà là bà ngụm cua tỏi dưới cái làn khói độc mà màu hồng này luôn rồi đó. Hình như bây giờ mình phải đi ra từ đó đó Jimmy. Có thể tôi sẽ cần sức mạnh của H1, H4. Alo, bị số mày đảo ra chưa? Ông nói hứa là đã bảo vệ mọi người rồi mà. Tại sao một ngày ông chở mặt giống còn lại với thằng Quy nữa? Ông có biết con gà của nó không? Tôi nghĩ ông biết mà. Chúng ta chỉ còn 3 người thôi. Deros, Jimmy và Buron. Vậy mày biết ai là chính nghĩa rồi đó. Từ từ, mày sẽ trở thành tao thôi chị nha. Mày đang đón cái kết một mình sao? Ai à, đau đầu quá. Ơi. Ủa, nhà sao nhà tôi bị cháy rồi? Nhà tôi bị cháy rồi Jimmy ơi. Chuyện gì vậy? Chạy ra đây trời ơi. Lửa lan tới mọi người rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Chết rồi, giờ phải làm sao đây? Ha? Sao nhà ông bốc cháy vậy? Ơi, tự nhiên hồi nãy tụi anh đi vô trong nhà anh vừa có cái khói màu đỏ đỏ hồng hồng gì đó nó bay ra. Sau đó tự nhiên anh bất tỉnh xong rồi anh thấy là anh đang bắt cua ở trong một cái map gì á. Xong rồi bây giờ nhìn ra tự nhiên bây giờ nhà anh bị cháy là sao? Hả? Thì ha, tôi hiểu rồi. Của con cá nát hồi nãy nó cố ý đưa chúng ta vô phòng bắt cua để cho chúng ta bắt cua để vượt qua. Nếu ta bắt cua dễ á là ra đây chúng ta bị nướng luôn rồi. Ồ, ê hợp lý nha. Hình như là cái con cá nát mà mình đã đọc trong quyển sổ bắt đầu hiểu nghiệm rồi. Bây giờ mà nếu mà chúng ta không an toàn là nó có thể tiến vào bằng đường cửa sổ, sau đó là giết chúng ta đó mọi người ơi. Không được đâu, đi. Đi. Trời ơi, tôi mới bị nó đưa vào ảo mộng hay gì á. Trời ơi,
tôi phải bắt cua. May là lúc đó tôi bắt cua bờ rộ nên là ra nhanh. Bây giờ qua nhà của em đi Ngáo ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh chị à, em bị lôi vô chuyện này luôn rồi. Thì nguyên cái làng của mình đã như vậy rồi. Anh lỡ kích hoạt lời nguyền cả nắp bên ngoài cửa sổ nên là bây giờ mình phải vào nhà đi, phải phòng thủ thôi. Quay lại em đi. Bây giờ em phải lấy những cái đồ mà để che cửa biết không? Mấy cái miếng gỗ á để em che hết cửa này lại. Cửa sổ để có bao nhiêu cửa, cửa sổ gì che lại hết đi. Anh lên giùm mi, bạn phải chia ra đi. Anh sẽ làm cho lầu nha. Lắp lại mấy bạn ơi, lắp lại mấy bạn ơi. Mày lên che lại cái cửa này luôn quá. Rồi, che luôn. Ok. Ở trên của anh che đẹp lắm rồi, không còn một lỗ nào luôn. Che lại mấy ba ơi, che lại mấy ba ơi. Rồi, còn đâu nữa không? Nhà tắm có chỗ nào không? Ông nhà tắm rồi còn không vậy? Kèm này ơi à. Ui cái đèn này nó chui vô được á mày ơi. Chết lại. Chết bà rồi. Ok. Rồi. Như vậy là an toàn rồi đó. Cái cửa này cái cửa này tôi thấy không an toàn gì á. Thôi ơi, trời này cửa đâu mà cửa nữa trời ơi. Nó đâu rồi? Chết rồi Jimmy ơi, làm sao đây mà nó ghê lắm á. Đúng rồi, chắc chắn nó nguy hiểm lắm luôn á. Này chết rồi. Giờ làm gì đây? Thấy ghê quá à. Ông có biết con cách nát này điểm yếu của nó là gì không? Con cách nát này không biết nữa. Mà đa phần mấy cái lần mà mình kiếm đồ và ngân giải lời nguyền bên ngoài cửa sổ là mình toàn kiếm ba cái vật dụng gì á. Vậy bây giờ vậy? Nhưng mà bây giờ đúng rồi, chúng ta mới có được manh mối. Bây giờ mình chưa cho nó đây. Mình chưa có biết được manh mối là gì nên mình đang không có biết được rằng là nó cần cái gì nữa. Bây giờ tình hình này mình phải trốn đó mọi người ơi. Cách nát đang tới. Cách nát đang tới, nó tới đâu vậy? Nó tới đâu vậy? Nó tới đâu vậy? Ôi, cái nóc nhà của mình cạp rồi. Con cách nát rồi. Ôi. Mở ra, cứu ngao. Có vũ khí, có vũ khí. Mày đó. Nó trên ốc nhà hả? Trời ơi, thấy cái nhà mày không ổn rồi đó. Bây giờ mình đi ra ngoài đó. Em an toàn nhưng mà còn vô đó. Oh my god, ai mở cửa? Mình mở lỡ mở cửa rồi. Mày nè, đây. Ơi, con này nhiều quá mấy mày ơi. Ơi cái gì vậy trời? Rồi. Tao mất tiêu rồi. Che cửa sổ lại hết. Trên đây còn này Ngáo ơi, trên đây nè, cửa sổ trên đây là má ơi luôn đó. Không an toàn mà nhà em. Nhanh lên đi. Trời ơi, đừng có nói nhiều quá. Che lại đưa đây tao che tao phụ cho trời đất ơi. Vô nhà tôi nó trời ơi. Thì hết nhà rồi mình còn đi nhà nào nữa đâu, hồi nãy quý bí bách quá à, qua nhà của bà đỡ đó. Che lại mấy bạn ơi, nguy hiểm quá. Che, trời ơi. Ôi, con cá khác kìa, nó đứng kìa. Sao nhiều quá vậy? Gì nhiều hả? Oh my god, sao nó càng ngày nó càng sản sinh ra nhiều quá vậy trời. Nhưng mày ơi, nếu mà bây giờ mình không tìm được ba cái manh mối là không ổn tí nào đâu á. Thì đó, bây giờ mình đã không có con mồi nữa chứ. Trời ơi, cách nắp mà nhiều như vậy thì tôi thấy càng ngày không ổn tí nào hết đó. Ôi, vậy là con ổn rồi, con đó chỉ là con cá nắp đó mọi người. Ôi kìa, nhìn ghê quá. Nó phun cái khí độc kìa, kiểu này ông ổn này rồi chứ mấy ơi. Giờ làm sao đây, Kimmy chết rồi. Ê, nếu mà Kimmy chết như vậy thì nó sẽ chuẩn bị cho mình một cái gọi là một cái manh mối đúng không? Đúng rồi. Là sao mà nói vậy? Cái con mà đến từ cửa sổ á, là nó khi mà nó bắt được một mạng nào thì nó sẽ cho mình một cái manh mối. Nếu mà mình tìm đủ ba manh mối đó mà mình cùng với lại cái quyển sách mà mình đem đi đốt á thì những người chơi thì cái lời nguyền này sẽ kết thúc và những người chơi sẽ được trả lại. Vậy manh mối đó đâu vậy? Tìm đi. Nhưng mà có một điều kiện á là mình phải tìm đầy đủ manh mối trước khi trời sáng, hiểu không? Thì bây giờ mình đi tìm nhanh đi, nhanh lên. Trời ơi, đi. Ôi, chết mồi rồi. Giống con cá nát nó vào rồi. Mày nè. Trời ơi, quá trời luôn rồi kìa mấy bạn ơi. Mày ai sao mà nhiều dữ vậy trời? Mày nè. Mày nói lâu quá nó sẽ biến mất đi ha. Sử dụng giết nó đây. Chúng ta phải còn tìm manh mối nữa. Đây đông lắm nè. Mày nè mày. Ôi, quá trời cá nát luôn mấy bạn ơi. Mày
mày nè. Viên đó mọi người. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Đây chính là manh mối nè. Manh mối, manh mối. Mặt trắng nữa. 1/3. Ơ vậy là mình tìm ba cái mặt trắng rồi chứ mày ơi. Vậy là đủ ba cái mặt trắng sẽ được. Đúng rồi. Tìm đủ ba cái mặt trắng là sau đó đem đi đốt á là được á. Đúng rồi. Chỉ cần tìm đủ ba mặt trắng thôi. Bây giờ được một cái là lấy đi. Được rồi. Vậy là chúng ta có được một chăn khuyết rồi mọi người ơi. Chăn khuyết ba nè. Ba chăn khuyết rồi xong hả? Ừ. Đúng rồi, ba chăn khuyết rồi chúng ta sẽ xong đó. Đi 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 về đi kiếm đi. Đi tìm ở đây. Nhẹ lên đi tìm đi mọi người. Rồi. Mày mày nó hiện hoài vậy nha, thì sự luôn á. Khó chịu đi chứ. Cái con cá nam này khó chịu quá à. Mày nè, mày. Trời ơi, mày. Chỉ có đi ha ơi. Mày nè, mày nè, mày. Mày nè mày. Mày. Nó chết rồi. Được rồi. Bây giờ ơi, trời ơi. Cá nam kìa. Cá nam, cá nam, cá nam, cá nam, cá nam. Chạy, 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 nhưng mà bây giờ biết tìm cái manh mối nằm ở đâu bây giờ chứ. Ê, phải đi kiếm thôi Jimmy ơi, cái kiểu này. Ừ, đi, 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 đi 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 kiếm bây giờ biết kiếm ở đâu bây giờ. Ê, chỗ nào, hồi chỗ nãy nào? Cái manh mối á, cái manh mối xuất hiện cái lúc mà Jimmy chết là ngay chỗ của Jimmy luôn, biết đâu được, nhiều khi nó cũng nằm ngay chỗ quần áo á. Đúng rồi, coi thử kiếm manh mối, kiếm manh mối, kiếm manh mối, kiếm manh mối, nó đâu đây, nó đâu đây. Ở đâu có ta, chỗ áo chết là ở đâu vậy, ở đâu có ta, ủa này cũng không có luôn. Ôi. Ôi, cái kìa, ở đây có một cái 2/3 nè. Ở trên kia còn có con cá nắp nữa kìa, trời ơi trời. Ủa, ơi, cái nhà hồi nãy sập nè các bạn ơi, thấy bị sập hồi nãy không? Bây giờ, ui, phải mở cái này ra các bạn ơi. Còn cá nắp này nữa, mày nè mày, mày nè mày. Được rồi, lấy cái này thôi các bạn ơi. Ui, lấm 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 lấm. Đây đây đây, tôi lấm rồi, đây nè. Manh mối nè. Ồ, manh mối thứ hai. Vậy là chúng ta có hai cái chăn khuyết luôn rồi mấy bạn ơi, có hai cái chăn khuyết rồi. Bây giờ hình như nhưng mà nó phải giao cái này lại cho ông. Tại vì đưa cho tôi luôn đi. Nghĩ là tôi sẽ sống sót được đâu. Đưa cho tôi luôn, đưa cho tôi luôn đi. Tôi là người giữ luôn cho. Bây giờ là 2/3 rồi nè, mình cần tìm thêm đó. Ừ, bây giờ mình cần tìm thêm manh mối nhưng mà bây giờ nó sẽ không đưa cho manh mối cho mình đâu, nó sẽ câu thời gian tới sáng nên là mình phải dụ nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình phải cần đi xung quanh để cái gì nó ra nữa giờ kìa. Ôi, sao cái con cá nắp này nó to vậy? Ôi, nó bự hơn vậy mày ơi. Ây da, ây da. Ôi, cái lần này nó to quá hả? Chết rồi mấy bạn ơi, con cá nắp sau lần này là nó bị khùng hơn rồi. Ôi da, ây da, ây da, ây da, nó bự hơn rồi, nó bự hơn rồi. Mày nè, cứu tôi ơi. Mày nè mày, mày nè mày, mày nè mày, biến chỗ khác, biến chỗ khác. Ui, nhiều quá vậy mày ơi, cứu tôi, đi 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 đi. Bây giờ mình biết kiếm thêm ở đâu đây trời, biết kiếm thêm ở đâu đây trời. Cái lồng này chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch thôi. Ông là một người đúng thông minh luôn đó. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đặt thêm đá đỏ đây. Để cho cái máy này mình sẽ hoạt động từ xa được. Bây giờ leo lên trên đây để đặt thêm đây. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đặt đây. Bây giờ ngay chỗ này thì tôi sẽ có một cái cục này. Rồi, theo cũng phải có một cục này ngay đây nữa các bạn ơi. Bốp. Đó, tôi sẽ đặt mấy cái này dưới này. Đó. Đó, ok. Đấy. Ở đâu mà cái máy này ngay đây. Rồi, kéo dài ra đây, dài ra đây, dài ra đây, dài dài ra đây luôn các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ có một cái gọi cái này ngay đây để mình che mình lại để cho nó không thể thấy được mình các bạn ơi. Sau đó mình sẽ đặt một cái nút này ở đây. Cái này đặt ở đây mới đúng. Rồi. Ê, lộn. Ừ, đúng rồi, hợp lý rồi các bạn ơi. Là cái này của mình nó sẽ hoạt động các bạn hiểu không? Nhưng mà chưa, tại vì do mình đi quá xa nên là cái này nó không hoạt động được đâu. Mình sẽ cho nó ngắn lại vậy. Rồi, ok đó nha Jimmy ơi. Bấm một khoái thôi là cái kia nó sẽ đẩy xuống liền đó. Nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch của ta. Kế hoạch bắt cát nắp. Được rồi, bây giờ chúng ta đợi cát nắp thôi đúng không Jimmy? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần đợi nó thôi. Nó kìa, nó kìa, cát nắp đang tới vậy. Tôi nó thằng kia kìa, đứng vô. Canh Jimmy ơi, canh mấy bạn ơi, đốt rồi. Mày nè, ý cha. Mày đã bị lừa. Mày bị bắt rồi con. Mơ đi, không bao giờ ta thả ra đâu. Manh mối cuối cùng đâu hả? Manh mối cuối cùng đâu? Không bao giờ ta thả ngươi ra đâu. Cát nắp nè. Cát nắp nè. Ui. Chết luôn rồi. Ủa như vậy là xong rồi đúng không? Đi tìm manh mối. Chúng ta bị lừa quyền của nó, không phải là giết nó là xong đâu. Ồ vậy hả? Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm cái manh mối cuối cùng thôi Jimmy ơi. Ê Jimmy. Hả? Có khi nào manh mối cuối cùng mà nằm trong nhà tôi không? Cũng có thể á, đi vô tìm.
tại vì cái ban đầu là tụi mình là mình bị con cách nắm đó bắt mà đúng không? Đúng không? Được rồi, có khi nào manh mối cuối cùng nằm trong nhà mình các bạn ơi. Ây da, chi lùng manh mối với My ơi. Ây da. Ui. Chỗ nào có manh mối đây? Cháy này thì không biết, cháy luôn, cháy như Free Fire luôn rồi. Tôi đang lên lầu nha. Trời ơi, lửa nhiều quá, phải vừa đi vừa dập mấy bạn ơi. Nếu không mà mình đạp vô lửa là mình mất hết máu luôn á. Ôi, đây rồi. Có rồi. Manh mối cuối cùng ở đây rồi. Được rồi, lấy thôi. Mày nè, ai mình đã có ba trang khuyết rồi Jimmy ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta còn cần một cái nữa là đi đốt. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải kiếm được nhà của nó để đốt đúng không? Đúng rồi. Chết tiệt thiệt chứ, nhà nó ở đâu bây giờ? Nhanh lên. Chúng ta đi. Hình như đằng kia có một cái hang kìa. Biết đâu được cái hang đó là cái nơi mà giúp chúng ta là hang ổ của hang đó. Nhanh lên Jimmy. Con cát nát chết tiệt này. Ui, đúng rồi. Những cái khói kìa Jimmy. Ui, vô nha. Đúng rồi các bạn ơi, đây là nơi ở của con catnap. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ đốt cái chăn khuyết này thôi. Hai cái nè, ba cái và cái cuối cùng. Sách catnap from the window. Cút luôn đi. Ui. Trời ơi, chỗ này đang sập vậy mấy ơi. Chỗ này đang sập. Có chỗ này nha, có chỗ này mà. Ui, nó sập rồi kìa chứ mấy ơi. Ôi, đâu vậy trời. Thằng áo quay về kìa. Em ơi, Anh xử xong rồi. Vậy là mình có phá giải cách nát. Vậy là anh công rồi. Ôi, cuối cùng cũng thành công rồi các bạn ơi. Thôi, video này của mình cũng đến đây rồi. Hẹn gặp lại bạn nhớ video tiếp theo nha. May quá.